Trời ơi, mấy cái đứa này thiệt tình á. Hẹn hò kiểu gì giờ này chưa tới nữa. Nghe. Chú ơi, tụi con gần tới rồi nè. Chú chia sẵn một suất đậu cho tụi con đi. Vậy nha. Ủa vậy nha là sao? Hả? Ôi, thiệt tình mấy cái đứa này. Alo, tôi đến rồi nè, anh đang đâu vậy? Tôi bị kẹt xe. Anh chịu khó chờ tôi một lát nha. Được rồi, nhanh nha. Ok. Sao lại không bán mang về vậy anh? Tại vì nếu bán mang về thì ăn sẽ không ngon nữa. Ăn tại chỗ nó mới ngon. Nhưng nếu khách người ta vẫn chấp nhận thì sao? Nhưng mà tôi không chấp nhận. Tôi không bao giờ chấp nhận bán đồ ăn không ngon cho bất cứ ai cả. Tôi thích anh rồi nha, cho một phần ăn thử đi. Được, hôm nay vui, ai xin là cho liền. Mới ngồi. Bây giờ chú Hoàng về á, mình sẽ làm cho chú Hoàng bất ngờ nha. Chắc chắn á, chú sẽ hết hồn cho mấy con. Mày có gì á, mày để cho chú được biết nha. Cười cười gì? Gan lắm, dám cho chú leo cây hả? Chú sẽ... Chú qua đây. Nè, làm gì hả? Chú, hả? Coi đi. Đọc đi. Ủa là sao? Vị khách mà chiều nay chú tiếp á là một phóng viên ẩm thực nổi tiếng đấy chú biết không? Sau khi ăn món bún đậu của chú, ông ta đã về viết một bài đánh giá ca ngợi trên trang cá nhân của mình. Kể từ giây phút này, xe bún đậu của chú đã chính thức nổi tiếng khắp Sài Gòn. Rồi nha, nổi tiếng đó. Chú biết thật hay giả, ngày mai tiếp tục mở bán đi, chắc chắn chú sẽ biết liền. Rồi. Có ngay đây. Đây, chúng ngon miệng. Chờ chúng có liền. Rồi. Có ngay. Đây, chúng ngon miệng nha. Rồi, có liền. Trời ơi, vô phụ lẹ đi. Nhanh lên. Rồi, có liền. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư, phát lại lúc 11 giờ 45 thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 VChannel.